Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, từ hai ngày 23 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thanh tra tỉnh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Xã Giải Phạm huyện Yên Mỹ tổ chức lễ khởi công trường tiểu học Nguyễn Văn Linh. Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ 8 tỷ 500 triệu đồng đạo phép Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải nhiều hộ dân thôn Thanh Cù, xã Ngọc Thanh thu nhập cao từ trồng rau cần. Gặp gỡ ông Nguyễn Văn Thế, người đạt giải nhì cuộc thi nhà đông sáng tạo toàn quốc năm 2015. 67 trẻ em trường mầm non thị trấn Văn Giang bị ngộ độc thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thanh tra tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành thanh tra và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Đồng chí Doãn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy Trải qua suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều tên gọi khác nhau như thanh tra chính phủ, thanh tra nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra Việt Nam luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, thể hiện được vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng ngừa, xử lý vi phạm, chấn chỉnh quản lý, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thanh tra là tay mắt của trên, là người bạn của dưới. Sau ngày tái lập tỉnh Hưng Yên ngày mùng 1 tháng 1 năm 1997, thanh tra tỉnh chỉ có 6 cán bộ thanh tra viên, thanh tra các huyện thị xã có 21 cán bộ, thanh tra các sở ngành chưa được củng cố kiện toàn. Đến nay ngành thanh tra toàn tỉnh đã có 208 cán bộ trình độ đại học trong ngành thanh tra chiếm trên 98% và từ năm 1997 đến năm 2015, toàn ngành thanh tra tỉnh Hưng Yên đã tiến hành được gần 3.400 cuộc thanh tra kinh tế xã hội, tiếp hơn 33.000 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo kiến nghị thỉnh cầu tiếp nhận hơn 12.000 đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị, đề nghị của công dân, đã giải quyết đạt gần 94% vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của các cấp các ngành. Qua thanh tra kinh tế xã hội, giải quyết khiếu nại tố cáo đã phát hiện các sai phạm và kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng và 9,5 hecta đất. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Doãn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ lãnh đạo công chức viên chức ngành thanh tra tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra cho ngành thanh tra trong thời gian tới là hết sức nặng nề, đặc biệt trong năm 2016 là năm diễn ra đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12, bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo có chủ hướng gia tăng. Vì thế, ngành thanh tra phải có chương trình thanh tra bám sát với thực tiễn, có trọng tâm trọng điểm, phối hợp với các cấp các ngành, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn động, các vụ việc kéo dài, không để phát sinh điểm nóng. Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng, công tác dân chủ, minh bạch trong hoạt động của cơ quan đơn vị. Với những kết quả đã đạt được, Thanh tra tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, 4 tập thể và 9 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 27 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra của thanh tra chính phủ. Sáng nay, Ủy ban nhân dân xã Gia Phạm huyện Yên Mỹ đã tổ chức lễ khởi công công trình nhà lớp học 2 tầng trường mầm non Nguyễn Văn Linh. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Hương Yên, bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên. Theo thiết kế, công trình được khởi công xây dựng nhà lớp học 2 tầng gồm 16 phòng học, tổng diện tích là 1.200 m2 với tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng. Trong đó, được sự giúp đỡ của đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng đã liên hệ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tài trợ 5 tỷ đồng. Ngoài ra là các nguồn vốn khác và ngân sách địa phương. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trong năm 2016 phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn đình phách đề nghị trong quá trình thực hiện xây dựng lãnh đạo huyện ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đơn vị chủ đầu tư là ủy ban nhân dân xã phấn đấu làm hết sức mình để công trình trường mầm non hoàn thành sớm so với quy định địa phương cần tích cực huy động nguồn xã hội hóa để không chỉ có trường mầm non mà tất cả các cấp học khác của địa phương ngày càng có cơ sở vật chất tốt hơn phục vụ cho việc dạy và học của các thầy cô và các em Xin chuyển sang các thông tin về kinh tế. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 2332 về việc giao kế hoạch hỗ trợ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hương Hải năm 2015-2016. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các huyện thành phố và các công ty khai thác công trình thủy lợi nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hương Hải năm 2015-2016 với khối lượng trên 1 triệu 500 nghìn mét khối, tập trung chủ yếu vào các hạng mục như kênh tiêu, kênh dẫn, kênh tưới và tiểu thủy lợi tổng kinh phí hỗ trợ nạo vết Đông Xuân và đắp đê Bắc Hương Hải năm 2015-2016 trên 8 tỷ 500 triệu đồng. Trong đó, mức hỗ trợ nạo vét canh mương cửa cống hô hút các trạm bơm là 15.000 đồng một mét khối, hỗ trợ đắp đê Bắc Hương Hải là 25.000 đồng một mét khối. Nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương hỗ trợ, thời gian triển khai từ ngày 20 tháng 11 năm 2015 đến ngày 5 tháng 1 năm 2016. Những năm gần đây, nhiều hộ dân xã Ngọc Thanh huyện Kim Đồng đã lựa chọn cây rau cần để trồng trong vụ đông. Cây trồng này không đòi hỏi về diện tích đất canh tác, lại có giá bán cao và thị trường tiêu thụ tương đối ổn định. Xã Ngọc Thanh hiện có khoảng 30 hộ trồng rau cần, trong đó tập trung chủ yếu ở thôn Ngọc Đồng. Một số hộ trồng nhiều như gia đình ông Nguyễn Văn Quỳnh, Phạm Long Khánh, Nguyễn Văn Tăng trồng từ 4 đến 5 sào. Rau cần có đặc điểm ưa lạnh ẩm, thích hợp ở nơi đất thịt, nhiều chất dinh dưỡng, cây rau cần dễ trồng dễ chăm sóc hầu như không có sâu bệnh không phải dùng bất kỳ thuốc bảo vệ thực vật nào nên an toàn với người tiêu dùng sau khi trồng một tháng rưỡi là được thu hoạch khoảng từ 40 đến 50 ngày sau cho thu lứa tiếp theo theo bà con ở đây cho biết rau cần cho thu từ tháng 10 đến tháng 3 âm lịch năm sau hiện nay giá rau cần đang ở mức cao với khoảng 10.000 đồng một kg Trừ bọi chi phí, bà con nông dân thu lãi từ 8 triệu đến 10 triệu đồng một xào, cao hơn rất nhiều so với các cây trồng khác. Thời điểm này, một số diện tích cây vụ đông của huyện Tiên Lữ đã cho thu hoạch. Đến nay, toàn huyện thu hoạch được hơn 150 ha do màu vụ đông chiếm 15% tổng diện tích, tập trung ở các xã Hưng Đạo, Thiện Phiến, Nhật Tân, trong đó bí các loại 100 ha do màu khác 50 ha các cây như cà chua, dưa chuột, ngô cũng bắt đầu cho thu hoạch. Do ảnh hưởng của thời tiết bí vụ đông năm 2015 hỏng nhiều, năng suất đất đạt từ 7 đến 8 tạ một xào, với giá bán 5.000 đồng kg, trừ chi phí lãi trên 2 triệu đồng một xào. Các loại cây do màu khác cho thu nhập từ 2 đến 3 triệu đồng một xào. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mà nhiều diện tích canh tác khó khăn ở xã Đào Dương, huyện Ân Thi đã mang lại hiệu quả kinh tế khá là xã thuần nông nhưng xã Đảo Dương có khá nhiều diện tích đất trũng cây lúa kém hiệu quả. Năm 2003, một số hộ dân trong xã đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để tăng hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác. Đến nay, Đảo Dương có khoảng 70 ha chuyển đổi, tập trung chủ yếu ở thôn Đảo Xá. Các hộ chuyển đổi chủ yếu tập trung trồng các loại cây ăn quả như nhãn, ổi, kết hợp nuôi cá và gia súc gia cầm. Nhiều hộ đã xây dựng các mô hình trang trại lớn như gia đình anh Bùi Xuân Trường, gia đình ông Tô Văn Trung, ông Cao Văn Diễn cho thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Với mục đích tạo ra được sản phẩm nhãn chín muộn đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, Hội viên nông dân Nguyễn Văn Thế ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu đã tìm tòi nghiên cứu đưa ra giải pháp cải tạo và nâng cao chất lượng giống nhãn chín muộn Hàm Tử. Đây là đề tài đã đạt giải nhì trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ 6 do Trung ương Hội Đông Dân Việt Nam tổ chức. Phát triển thâm canh nhãn từ năm 1995, gia đình anh Nguyễn Văn Thế ở xã Hàm Tử, huyện Quái Châu, chọn các giống nhãn truyền thống để trồng với diện tích 4 xào. Nhận thấy hiệu quả kinh tế không cao, năm 1998, anh Thế đã chọn và đưa giống nhãn chín muộn vào trồng. Hiện tổng diện tích nhãn của gia đình anh là 4 hecta. Anh cho biết, mấy năm gần đây, trừ chi phí thu nhập từ bán nhãn quả và cây giống, gia đình anh thu lãi từ 500 đến 600 triệu đồng. Theo anh chia sẻ, trước đây, một số hộ dân trồng nhãn ở thôn An Cảnh, xã Hàm Tử và các xã lân cận cũng có nhiều sáng kiến, kỹ thuật nhằm lai tạo, chiết ghép các giống nhãn lồng truyền thống với nhãn hương chi, nhãn chín muộn Hà Tây. Tuy nhiên, do chưa nắm chắc kỹ thuật, dựa vào kinh nghiệm là chính nên hiệu quả của các sáng kiến giải pháp này chưa cao. Trong khi đó, giải pháp cải tạo và nâng cao chất lượng giống nhãn chính muộn hàm tử được gia đình anh thế áp dụng đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Thì xã Hàm Tử và huyện Quái Châu đã trồng và cải tạo cái giống nhãn của gia đình. Một là trong những cái giống nhãn được thị trường hiện nay đã chấp thuận với cái tính khắc phục được thời tiết, cái thứ hai nữa là dễ cải tạo và có thể là trồng đại trà là nó thu hoạch nó dài được một tháng rưỡi đến 2 tháng vậy thì nó kéo được cái, cái cái giải vụ. Giải pháp được đưa ra đó là can thiệp vào toàn bộ quá trình từ chọn đất, giống kỹ thuật, trồng, ghép, chiết, chăm bón, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và chăm sóc sau thu hoạch. Vì thế mà đã tạo ra được sản phẩm nhãn chín muộn, quả to, mẫu mã đẹp, cùi dày với chất lượng cao chúng ta sẽ cần phải chọn mắt, chọn mầm ghép làm sao thao tác đúng kỹ thuật để làm sao cái tỷ lệ mình ghép nó đậu nhiều mắt ghép nhất trên một gốc cây. Mỗi một lần phát độc thì chúng ta cần phải bón phân ở dưới và đánh thuốc ở trên. Đánh thuốc ở trên thì có đánh các ví dụ như là để trị các loại sâu, đục cành, đục ná rồi là bọ xít và kết hợp với nó nữa là cái phân bón ná. Anh Thế cho biết trước đây trên cùng diện tích một xào Bắc Bộ, các giống nhãn cũ chỉ cho thu hoạch khoảng từ 3 đến 5 tạ quả. Đến nay nhờ áp dụng các giải pháp trên, giống nhãn chín muộn hàm tử cho thu hoạch bình quân đạt từ 1 đến 1,5 tấn quả. Vụ thu hoạch kéo dài nên không còn tình trạng bị dồn ứ hàng, bị tư thương ép giá. Trước đây, trung bình giá 1kg nhãn tươi bán tại gốc theo giá bán buôn chỉ từ 10.000 đến 15.000 đồng. Đến nay, Giá nhãn chín muộn hàm tử bán tại gốc trung bình đã lên tới từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng một kg. Với chất lượng nổi trội, lên đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm nhãn chín muộn của gia đình anh Nguyễn Văn Thế đã được Viện Sau Quả Trung ương cấp bằng công nhận đạt giải ưu tú cho sản phẩm nhãn chín muộn PHM 1.1 vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, đề tài cải tạo và nâng cao chất lượng giống nhãn chín muộn hàm tử của anh Nguyễn Văn Thế đã vinh dự được Trung ương Hội Đông Dân Việt Nam trao giải nhì trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ 6. Chương trình thể sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Ngày 19 tháng 11 vừa qua, Tại một điểm trường của trường mầm non thị trấn Văn Giang, thuộc thôn Công Luận 2, huyện Văn Giang đã xảy ra một vụ ngộ độc thức ăn làm 67 học sinh phải nhập viện. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Văn Giang, chiều ngày 19 tháng 11, có một số cháu nhỏ từ 3 đến 5 tuổi phải nhập viện trong tình trạng bị đau bụng, sốt tiêu chảy. Đến ngày 20 tháng 11, các cháu ồ ạt nhập viện cùng với các triệu chứng như trên đến ngày 21, vẫn còn một số cháu được gia đình đưa đến khám và điều trị vì sau khi tự điều trị tại gia đình nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm. Theo chuẩn đoán ban đầu của bác sĩ, các cháu nhập viện là do bị ngộ độc thực phẩm. Sau 3 ngày, được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang điều trị, đến ngày 22 tháng 11, sức khỏe của các cháu cơ bản ổn định, nhiều cháu đã được ra viện. Hiện Tri Cục An toàn Thực phẩm tỉnh đang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Văn Giang lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc ở trường mầm non thị trấn Văn Giang. Là một giáo viên, đảng viên trẻ của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu Hương Yên, cô giáo Nguyễn Thị Yến luôn thấm nhuần lời dạy của bác, nỗ lực phân đấu học tập nâng cao trình độ và đạt được nhiều thành tích cao trong giảng dạy. Tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2007, cô giáo Nguyễn Thị Yến về công tác tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên và chính thức đứng lớp giảng dạy từ năm 2011. Mặc dù không được đào tạo chính quy về sư phạm, song nhờ sự giúp đỡ của lãnh đạo nhà trường và các đồng nghiệp, đặc biệt là tinh thần tự học, cô Yến đã nhanh chóng lấy được cảm tình, sự yêu mến của sinh viên thông qua các bài giảng cô yến luôn cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng sư phạm và kỹ năng nghề để các em học sinh dễ hiểu nắm chắc được kiến thức với mỗi bài giảng cô luôn chủ động nghiên cứu tài liệu tự làm đồ dùng dạy học sử dụng giáo án điện tử với những hình ảnh video clip trực quan sinh động làm phong phú bài giảng và luôn thể hiện bài giảng theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của sinh viên Cô Yên có một phương pháp giảng dạy rất là tỉ mỉ và rất là dễ hiểu ạ. Thực hành ở ngoài thì em cảm thấy là làm công việc thì rất là hiệu quả và càng học cô thì em càng thấy càng ít thích nghề hơn. Đối với học sinh trường nghề thì sau khi ra trường thì yêu cầu là học sinh phải có kỹ năng nghề. Muốn vậy thì giáo viên chúng tôi truyền đạt cho các em làm sao các em có thể nắm vững được kiến thức và cái kỹ năng để sau này các em ra trường có thể là thực hành tốt. Các thầy cô và các em sinh viên trong trường tự hào về cô Yến, bởi mới chỉ 4 năm đứng trên bục giảng nhưng cô Yến đã liên tục đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, được Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng giấy khen bằng khen. Gần đây nhất, cô đã mang vinh quang về cho tỉnh khi giành giải nhất tại hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015. Thì cô Yến là một trong những giáo viên mà có rất nhiều nỗ lực trong cái quá trình dạy học có trình độ chuyên môn vững vàng cả về kiến thức, cả về kỹ năng tay nghề và nghiệp vụ sư phạm. À, ngoài ra thì cô Yến cũng là một trong những giáo viên mà à, có cái tính đồng cảm đối với đồng nghiệp và rất là à, quan tâm đến học viên vừa đảm đương tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhà trường giao phó và đạt được những kết quả cao trong sự nghiệp. Cô Yến chia sẻ động lực giúp cô luôn phấn đấu chính là suy nghĩ không bao giờ bằng lòng với những gì đạt được. Những thành tích cô yến đạt được đã lan tỏa tới toàn thể giáo viên nhà trường, góp phần bồi dưỡng những nhân tố mới, đồng thời là bước tiến cho việc nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, giữ vững thương hiệu uy tín truyền thống của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, không kể nắng hay mưa, ngày hay đêm mà mỗi khi có tin xảy ra tai nạn, các ông đều có mặt để cứu giúp. Đó là câu chuyện làm việc thiện của năm cựu chiến binh và là thành viên quản lý bãi xe tải Yên Mỹ. Đây cũng là tiền đề ra đời của chốt sơ cấp cứu ban đầu Yên Mỹ. Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2015. Xin giới thiệu đôi nét về chốt sơ cấp cứu này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kể từ khi đảm nhận công việc quản lý điều hành bãi xe tại thị trấn Trai Trang, huyện Yên Mỹ năm 2012, các thành viên đội tự quản dường như còn kiêm thêm một công việc thứ hai đó là cứu giúp các nạn nhân không may bị tai nạn giao thông bởi họ thường có mặt kịp thời mỗi khi có tai nạn xảy ra trên đường 39 và khu vực lân cận. Điều đáng nói họ luôn là những người xuất đầu lộ diện, đứng ra đưa nạn nhân đi cấp cứu mà không màng tính toán thiệt hơn, ngay cả khi phải trả tiền taxi hay viện phí. Ông Đỗ Văn Ba, một thành viên trong tổ cho biết sau mỗi lần cứu giúp, các thành viên đều cảm thấy rất vui, lương tâm thoải mái bởi việc làm của các ông đã giúp cho khá nhiều nạn nhân qua khỏi cơn nguy kịch và cũng vì vậy mà từ lâu các ông đã trở thành địa chỉ tìm đến đầu tiên mỗi khi có tai nạn xảy ra. Chúng tôi làm theo cái tâm của mình, thì chúng tôi cũng không cần ai phải cảm ơn, cũng không cần ai phải phải lấy địa chỉ của người ta để làm gì, giúp người ta là chính. Nhiều vụ tai nạn thông ở gần đây ấy, thì người ta phải báo là tôi đi lên nên bắt đầu tôi tiếp nhà điện trường thì tôi mời gọi điện cho công an giao thông đến nhà điện trường xong tôi bê người đi. ước tính từ năm 2012 đến nay đã có trên 50 nạn nhân không may bị tai nạn giao thông đã được các ông cứu giúp. con số này đã thực sự là nguồn vui là động lực để các ông tiếp tục làm nhiều việc thiện. song có lẽ với các ông niềm vui lớn hơn cả là việc thiện đã được lan tỏa thông qua chính các nạn nhân đã được các ông cứu giúp. tôi không biết là tầm 9 giờ chẳng may gặp cái xe máy nó lao thẳng vào người để bị ngã ra giữa đường thì lúc ấy hôn mê bất tỉnh giờ mà không biết thì các bác ở bãi xe này ra hỗ trợ mang lên bệnh viện để sơ cứu thì cho ra về Đức để cấp cứu từ thực tế này, cuối năm 2014, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp với huyện Yên Mỹ tiến hành thành lập chốt sơ cứu ban đầu tai nạn giao thông với nòng cốt là 5 thành viên của tổ quản lý bãi xe địa điểm đặt tại bãi xe thị trấn Trai Trang. Ngoài việc trang bị các dụng cụ như bông, băng, gạc, nẹp, các thành viên còn được tập huấn phương pháp sơ cứu ban đầu. Cũng nguy hiểm, nguy hiểm vì là người ta bất tỉnh là chúng tôi đang lên bệnh viện, không may là xảy ra cái việc sự cố là chúng tôi vất vả là khổ sở cái nguy hiểm. Sợ nạn nhân người nhà nạn nhân này hiểu nằm là do chúng tôi. Thế tôi đề nghị tỉnh là cấp cho chúng tôi cái logo cái thẻ để chúng tôi đeo vào. Ngoài việc sơ cấp cứu giúp các nạn nhân tai nạn giao thông, tổ quản lý bãi xe còn nhận trợ giúp thường xuyên cho 6 đối tượng nghèo tàn tật tại địa phương với mức 10 kg gạo một tháng và để có thêm nguồn lực mở rộng đối tượng hỗ trợ, mới đây, hội chữ thập đỏ đã tiến hành đặt hòm từ thiện tại bãi xe. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh truyền hình Hương Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Tiên Lữ 3 tháng xảy ra 3 vụ chống người thi hành công vụ. Những biện pháp phòng bệnh cho đàn vật nuôi trong mùa đông. Kính mời quý vị và các bạn chú đoan xem.